Buổi buổi thông đầu tiên là lựa chọn về các kết cấu, về phần sàn đầu tiên là kích thước sàn của ta, thì xét tỷ lệ theo hai phương, về tỷ lệ chiều dài theo hai phương là L1 trên L2, lớn hơn 2 thì là bản loại dòng và làm được một phương, theo phân cảnh ngắn là L2 bằng 2,4 m. Thì chọn chiều dài sàn theo công thức D thì M nhân L2. D là hệ số của trục quả tải trọng trong khoảng từ 0,8 đến 1,4. M do bản loại dầm làm được một khương thì M từ 30 đến 35, tính ra được áp sàn 75. Trong giáo trình khung toàn khối của thầy Lê Bá Huế thì áp sàn nguyên chỉ bằng 60. Nhưng trong thực tế thì họ lấy tối thiểu thì bằng 70 thôi, nhưng chọn là 80. Thì sàn mái cũng tương tự. Đến kích thước dầm, dầm chính thì bằng 1/8 đến 1/12 chính. Còn đến phần cột là tính diện tích cột. Đầu tiên mình xác định diện truyền tải, diện truyền tải của cột, diện truyền tải của cột, cột khung trục B, khung trục A, khung trục C. Đầu tiên là khung trục B, diện truyền tải nó là cái gì, gồm một phần nhỏ hành lang và một phần nhỏ trong phòng. Theo công thức này thì diện tích thì bằng K nhân N chia RB. K là hệ số phụ thuộc vào moment, ảnh hưởng của moment. Thì đối với cột biên thì nó ảnh hưởng của moment lớn hơn thì cột ở trong nhịp. Cột biên là cột này, cột trục C, cột trục A nó lớn hơn thì cột trục B thì cái hệ số K nó lớn hơn, thì chọn là 1,4. Còn N là tổng cái lực trọng, RB là cường độ tự nén trong. Các bạn người không có gì. Phần khó là cái phần chỗ này, phần dồn tải về khung. Phần dồn tải về khung thì chỗ này là khó. Đầu tiên tính cho khung trục B trước. Khung trục B là cái cột này đây, khung trục B đây. Thì sau khi 5 m là 2,4 m. Nhưng diện truyền tải thì là B là bước khung, B là bước khung L1 L2 thì nó chia đôi cái khoảng như vậy, thì từ 6,5 m chia đôi ra thì 2,4 m chia đôi ra, nhưng mà diện tích của cái hình này, cái hình chia đôi phần này ra, chia đôi ra. Diện tích của cái hình trình vẹt chéo này, nhưng mà cái cột B nó chịu đây. Còn do tường ngăn thì là gồm gồm gạch gạch là 220 và lớp vữa chát là 30 mm. Thì lấy gamma của gạch là 1.800, đơn vị là đề ca Newton trên mét khối, khối lượng riêng của vữa thì là lấy là 2.000 đề ca Newton trên mét khối. 0,22 là cái chiều dài của gạch là 2,2, còn 0,03 là chiều dài của lớp chát, vữa chát. Vữa thì hệ số vật tải là 1,3, còn gạch thì hệ số vật tải là 1,1. Còn chỗ này thì là 0,7 là cái hệ số ảnh hưởng của lỗ cửa,
tức là kể cả cái tấm tường ấy, nếu mà mình để là một thì là họ xây họ tức là có nghĩa là sẽ xây kín hết, không để lộ cửa. Và cái hệ số 0,7 này thì là để, nhân vào là kể đến cái ảnh hưởng của lỗ cửa. Do là mình tính cái diện à cái tải của sàn sàn trong nhà và sàn hành lang nó như nhau thì mình gộp chung lại luôn, nó bằng nửa phần trong nhà, nửa phần hành lang và lấy chiều cao tầng 3,7 là chiều cao tầng, trừ 0,55 là chiều cao dầm. Chiều cao tầng đơn vị là decaniton, tương đương kg. Còn cái tường thu hồi này, thì là tường thu hồi này dày 110 và lớp vữa hai bên là 30 mm thì nó sẽ bằng, cũng tính tương tự như phần trên, phần 18 này là khối lượng riêng của gạch 110, dày 110 vừa tải là 1,1, vữa cháp là khối lượng riêng là 2.000, chiều dày là 30 mm và vừa tải là 1,3. Còn cái N này là cái lực do tường thu hồi chuyển đi dầm là sẽ bằng G, G mình tính ở trên. S này là cái diện tích của nó, là cái diện tích của nhà hàng, làm kiến trúc thì nó sẽ làm, mình đang tính cho cái cột trụ B, cột trụ B đây là cái phần. Tức là cây cột này nó sẽ là một nửa của cái phần mái này, từ cái phần mình gạch chéo này, một nửa nó sẽ truyền về cái cột trụ B này và nó theo cái hình thang, thang đáy nhỏ là 600, đáy lớn là 1.800 và một nửa đây nhịp của mình dầm từ trục A, dầm AB, dầm trục AB từ A đến B này gần 6,5 m thì là lấy một nửa thôi là 6,5 chia 2 và cái diện tích của mình 2 này. Đây thấy 0,6 cộng 1,8 đáy nhỏ cộng đáy lớn chia 2 nhân với 6,5 chia 2 là cái phần chiều dài của nó, chiều dài tức là chiều cao của hình thang 6,5 chia 2 nhân được 0,8. Không có mái tôn là xà gỗ. Của mình là cục 4 tầng nhưng mà 3 sàn mà 3 sàn làm việc cùng một sàn mái thì nhân cái phần này 3 nhân cái phần này. Tính ra được diện tích của chọn được là 2240, chọn được lớn hơn cái số lượng cái diện tích con này, chọn lớn hơn cái diện tích mình tính. Cột trục C thì cột trục C là cột đây, cột C là cột này thì cũng chọn kích thước giống cái cột trục B. Còn cột trục A thì ở phần trên này nó không, họ không xây mái, nó chỉ có mỗi cái sàn không thôi. Cột trục B thì nó có mấy mới có cái phần mái này. Cột trục A đây, cột trục A thì nó không 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 có mái ở phần trên, không có xây mái tường thu hồi đấy, không
không dây chuyền thu hồi ở phần hành lang này, thì trong tính toán này mình xin thử đến hiện tượng tải. Okay. À, còn cái phần lan can này thì là chọn cái chiều dài là 10 cm, còn cái chiều cao là 0,9 m là 90 cm, là cái phần lan can là phần này. Cái phần là mình chọn là cao là 90 cm, còn rộng là 10 cm. L lan can và H lan can thì L là cái chiều dài của nó thì bằng bước bước khung thì bằng là B đấy, là bằng 3,7 m. H lan can là chiều cao của lan can, chọn là 0,9 m, cao 0,9 m. Lượng mặt thân dầm, mình giả thiết cái tiếp cận cột để tính ra cái lực cho chọn lượng mặt thân của cột, cái 3,7 trừ 0,3 này là chiều cao tầng, thì chiều cao tầng là 3,7, chiều cao dầm 0,3, 2.500 là khối lượng riêng của bê tông, 1,1 là hiện tượng tải, 0,22 nhân 0,3 là kích thước của cột, tính như là diện tích cột. Mình chọn là tính danh này, nhưng mà chọn là 22 x 22 thì cái kích thước thường nó nhỏ nhất thì chỉ là 22 x 22 thì bằng luôn cái kích thước của bằng luôn cái bề dày của tường. Nó chọn luôn là bằng luôn thì cái 22, chứ không mình không chọn nhỏ hơn đến thế này, tính ra như này mình chọn là sẽ tối thiểu là 22 x 22. Đây là mặt bằng kết cấu thành điểm. Đây mình khung khung à, còn vẽ cái mình vẽ cái nào vẽ cái mặt bằng này làm sao cho nó nhanh, vẽ cái mặt bằng mặt cắt làm sao cho nhanh. À, đầu tiên mình chỉ có một cái bản kiến trúc này thôi, thì mình sẽ như sau. Trong này họ không có chuẩn luôn về kích thước của mình, thì đầu tiên mình sẽ lấy cái lưới trục của họ, lấy cái lưới trục ở trong kiến trúc này, co kéo làm sao cho nó đúng vừa cái kích thước của mình, thì mình lệnh lấy số thì mỗi cái lưới thì thôi, mình chỉ mỗi cái lưới trục này, lay ISO chọn vào cái lưới trục đấy, nó sẽ ra mỗi cái lưới thì thôi. Mình copy lưới mình sang một bên CO, copy copy làm cái xóa các cái nét thường, nét không cần đến, chỉ cần cái lưới trục thôi. Bây giờ muốn hiển thị tất cả các cái layer lên thì mình dạy layer L A I nó sẽ hiển thị lên cái phần này, thì nó cái kích thước thật của nó đo kích thước bao nhiêu, có 13,6 m. Ví dụ như mình muốn
số liệu của mình ví dụ là 3m2 hay không, thì mình bây giờ mình muốn co cái này vào 40 phân à 4 đúng không ạ, 4 40 phân thì là bằng 400 mm, mình dùng lệnh S Center nặng chọn vào cái đường mà mình muốn co kéo, kích vào cái lưới này mình chọn S Center, kích vào cái vị trí này tức là cái gốc nó bắt đầu di chuyển của mình này và kéo về là 400 đó, thì thành 32 thì tương tự như vậy, cuối cùng nó sẽ dồn về cái lưới cuối cùng này thì là DCO à DLI là đo đoạn thẳng, còn DCO là cái đo tiếp tục của từ cái đoạn thẳng đấy. Và 36 bây giờ mình muốn nó thành 32 thì chọn ở dưới này dùng lệnh test thôi cơ, kích vào cái điểm mà mình gốc mà mình muốn co về là 400 thì ra thành 32, cứ dồn 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 như thế nó sẽ về cái trục cuối cùng này. Cuối cùng nó sẽ dồn hết về cái trục cuối cùng này. Tương tự như cái này cái DLI đo cho mình xem nó là bao nhiêu, ví dụ như là đầu bài của mình là 6 mét thì chẳng hạn 6 mét thì là mình co cái này vào 900, mình kích vào cái lưới này chọn lệnh F Enter là chọn cái điểm gốc, từ từ cái điểm gốc đấy mình co về bao nhiêu, từ gốc này co về 900 à, nó chưa chọn cả mình. Nó vẽ hai đường thì đây nó cũng chưa chuyển về rồi, lấy cho lại đấy là 6 mét 6.000 tương tự như nó cái dưới, còn lại là mình vẽ cái đường của nó thì từ cái lưới này mình offset ra co offset ra để vẽ cái lưới xung quanh để cái xung quanh chọn này nó enter cách nó lượng tầm 2.2 thì 110 AD là 110, chọn vào hai cái đường này. Nó không phải là nét trục nữa mà là nó là nét liền, đây liền muốn xóa xóa cái đoạn này thì xóa cái đoạn kia mình xóa đoạn cửa này thì sử dụng lệnh CR Enter chọn liền mình xóa xóa đi, mình vẽ luôn trên cái bản kiến trúc này lợi dụng cái layout và cái bin của họ đã lập sẵn. Okay.
Nét chụp này nếu mà nó thưa quá không thì mình dùng thì nó đâu, nếu mà nó không ra thì lấy chụp thì chọn nét chụp mà, nhưng mà lấy nét chụp được nó không không ra được thì chấm chấm gạch chọn số bao nhiêu làm sao mà nó nhìn được nhìn được ra phía dưới chấm gạch. Này thì đây thì chỗ này nó không ra thì mình muốn copy cái thuộc tính, cái thuộc tính của cái nét đất này, mình copy cái thuộc tính chấm gạch này áp cho cái đường này, mình dùng lệnh MA cái 400 này là cái bề cái kích thước của cột cột 22 400 thì cái phần này 400 phần trăm là 22 cột này 22 22. Là phần còn phần diện truyền tải, diện truyền tải thì là mình cứ chia đôi thôi, thì cột là từ 6 đến 7 thì mình chia đôi thôi, từ 6 đến 7 mình chia đôi một đường 78 từ 7 đến 8 thì mình chia đôi thôi, từ trục A đến trục A trục C đến trục B thì mình chia đôi, B đến A thì chia đôi hết được thì các cái đường phân giác, phân giác thì từ từ cột này phân giác này được truyền tải, cái hướng truyền tải nó đến theo như này trên bảng hành thang trên về cái khu vực bảng hành thang hình tam giác. Đây là bảng làm việc hai phương thì nó làm việc một phương thì nó sẽ là cái hình chữ nhật luôn, làm việc hai phương thì có nghĩa là hình thang và hình tam giác. Đây diện truyền tải, diện tích truyền tải theo một hoạt tải sàn mái thì là đầu cái không có, nhưng mà nếu mà tra trong 27 37 95 thì là sẽ là 75 cân chia cho mét khối, à 75 cân trên mét vuông, tức là một một mét vuông sàn thì hoạt tải thì nó tính là hoạt tải tính toán là 75 cân trên mét vuông, 15 kg thì cũng bằng là 75 đề can nhân cân. Đây hoạt hoạt tải hành lang thì là 2,5 kN thì bằng 2.500, à 250 đề can nhân cân. Thì hoạt tải sàn này thì nó có trong đầu bài, có trong số liệu của mình là 2.5. Cái phần này phần tải trọng phân bố tính toán trên sàn mái, sàn mái là cái sàn này, cái sàn này đây, cái sàn mái là cái sàn này thì nó gồm mình tính cho cái cột trục B này nó gồm một phần là có tường cơ hồi và một phần là không có tường cơ hồi, tức là một phần bên phải này
mà có cái phần tường tu hồi và cái xà gỗ mái, tấm lợp mái và xà gỗ mái. Còn phần bên bên trái thì nó không có phần lợp mái, nhưng nó lại có cái phần tường xây cao là mình chọn 90 cao 90 thì đây là cái tường